chú đi ăn nhớ để trả theo nha. Rồi, mở đầu video xin chào quý bà cô bác anh chị và các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Hôm nay hôm bữa lại có thêm một cái banner nữa. Đó là thứ bảy lần này là cuối tuần sẽ có 100 phần cơm trị giá mỗi phần 1.000 đồng của một cô muốn ủng hộ chị Hương á. Nhưng mà cô sẽ chia lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi một phần là trị giá 1.000 đồng. Ban đầu là cô nói là phát luôn cho mấy cô chú luôn, nhưng mà mình nói là thôi để giá 1.000 đồng một phần đi cho những khách của mình á, người ta đỡ ngại, vậy vì mình còn ngoài phát ra mình còn bán nữa. Khi mình phát miễn phí á, cái có những khách người ta vô người ta ngại, người ta không dám ăn, thì là cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán, cho nên là mình để 1.000 một phần luôn. Nay bầu đi hết nổi rồi. Ngồi thu tiền hả? Hết nổi luôn, không đi thu tiền nữa luôn. Bầu năng động quá mà. Rau mình sẽ để vậy nè cả nhà. Rau và cái quý ớt mình sẽ để riêng. Xong mình sẽ để lại. Mỗi một bàn mình sẽ có một cái cây như vậy. Em coi tivi mà. Tình hình của quán hôm bữa ngày hôm nay sáng thứ hai 7:30. Sáng mở hàng được một vài phần trong ngày, hôm nay vẫn chưa thấy khách ăn. Dạ con ăn chè xíu không mấy em. Ủa đội phòng 10 giờ mai đó. Dưới không? Bữa giờ mẹ chưa thử này hả mẹ? Chưa, không dài chưa. Đâu đưa ịnh lỡ con ịnh thì ngoại ịnh luôn cho con. Phải không? Phải vậy không? Cầm bề này phải không? Tính mới đi ra nước màu về. Ủa anh có mang cái bọc cho khách không vậy? Có cái bọc, anh đưa bọc cho ta rồi. Tính mới đi vô trong chợ rồi. Cho ai mẹ? Nè.
À, cầm vô đi hả? Dạ. Ừ, để đây nặng gì hàng, chưa gì hàng về ghé lấy. Hắn nói chứ quên. Dạ. Để đây. Dĩ ăn rồi, dĩ nó ngon, dĩ tay dĩ này. Nước màu mẹ mình thắng mình sẽ vô hũ như thế này nè cả nhà. Mình sẽ vô hũ 440g thì giá là 60.000. Hũ 220g sẽ là 30.000. Hồi sáng tính mới đi giao một hũ rồi giờ còn đây hũ để xíu mẹ giao cho dì Hằng. Bên trong này mình sẽ có một cái màn niêm phong lại nó không có chảy đổ cả nhà. Với cái màu nước màu của mẹ thắng thì đẹp lắm nên là cả nhà mà có mua dùng thì yên tâm là kho cá, kho thịt màu lên rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Cô của chú bên này. Dĩa của chú là dĩa cơm cuối ngày hôm nay. Miếng gà. Rồi. Cái này anh trả lại cho khách. Này thối lại đúng không? Thối lại 115. Cập nhật tình hình của quán hôm bữa ngày hôm nay. Ê chắc ê. Hôm nay ế đồ ăn rồi cả nhà ơi. Dương luôn. Bây giờ hai vợ chồng mình vào ăn trưa. Mọi khi vô còn gì ăn nấy, ăn đại đại mà giờ thấy còn nhiều quá. Nay được ăn thịnh soạn. Ngày sáng định đi mua cá kho ăn, ai già phải mua luôn nha. Mua cá kho. Ở quê là buôn bán vậy đó cả nhà, với lại là giờ bán chị Hương xa chợ á. Ở trong chợ thì cũng nhiều hàng quá. Bây giờ ở trong chợ một tô cái mực dĩa cơm 15.000 mà hai miếng thịt. Ừ, hai miếng thịt nhìn cũng dày lắm nha. Mình bán gì đâu có đâu lời ta. Mà mình bán rẻ hơn thì mình không có lời gì nữa. 25.000 có bán không có lời, thế sao 15.000 có lời. Tôm tắm á, cái nhà kêu mà mình, chị Hương nấu tôm tắm mà tắm ở trong chợ cái tình hình vậy sao bán lời ta. Nên người ta bán cái món lạ. Chả trứng với sườn á, hai miếng sườn với chả, 15.000 gì á. Kỳ sao mà bán ế cho nên ăn nhiều chút, cho nó mau hết, cũng dưới, cho nó mau hết. Đó. Khách này ăn tô 35.000 lận mẹ. Ăn cho mau hết. À, sáng giờ bán ế mẹ ngủ buổi sáng giờ luôn. Bỏ không mà. Mặc cho quán. Được ngủ rồi chết. Sáng 7 giờ mà mới bán được có 3 phần là thấy hiu rồi. Xong rồi hồi sau hồi 8 giờ thì có khách vô cứu vớt được khúc. Nhưng mà tới trưa thì nói chung là hôm nay bị ế. Nay ăn đồ bán chưa cơm. Sáng mẹ định đi mua đồ ăn rồi mà sao thấy ế quá rồi. Ế quá rồi thôi. Chỗ mới ha. Hôm nay không biết cho nó đi đâu nè. Nó lớn quá rồi hay sao?
lớn quá, cái chậu tóc, nhỏ tóc ra, tóc ra nữa. Thường mấy cây này người ta sẽ trang trí ở đâu anh? Treo á, treo cho nó rủ xuống. Em kiếm cái chậu nào treo. Em thích mấy cái lá kiểu có hình hình thù tạo dáng đẹp hơn, còn cái này nó chỉa tùm lum quá. Cái này là dương sĩ. Chỉa tùm lum quá. Kiểu như em tạo cái bụi không gian rộng lớn, em tạo một cái bụi cho nó nhìn nó đẹp á. Giờ không biết trồng đâu nè. Chậu. Nãy trời nó làm tưởng đâu mưa mà không mưa, mát mát gì làm giường đã làm phải vô luôn. Anh mua mấy cái chậu nhựa này nhiều cũng được nè anh, cái chậu này nó cũng đẹp nè. Chậu này nó trồng cây ấy, trồng chậu này vô mấy cây này nó không có hợp. Mấy chừng anh đạp mấy cái lá đằng sau cái banh hết ạ. À. Bữa giờ ở nhà mình dọn đồ ở nhà chị Hương luôn rồi. Vô tạm chú em rồi. Sáng thức dậy cái là chạy vô đây, xong tới chiều tối chạy vô ăn cơm. Giờ là 8 giờ tối rồi. Bây giờ mới ăn cơm chiều này cả nhà. Mình chưa giờ thì làm ngoài vườn. Tiên đang nấu thịt dừa. Nè, chị mới trụng hạt nước. Nó nghe nó nấu này phải xả dữ lắm á. Ngâm rồi xả dữ lắm. Phải trụng nữa anh. Đâu có ăn liền. Đâu. Có em có dầu chuối không? Không có dầu chuối. Người ta có kêu gì nấu dầu chuối không? Em thấy có clip người ta không kêu nấu dầu chuối đó không? Rồi sao nó thơm được ta? Có thơm không? Phải có dầu chuối nó mới thơm chứ. Hay là sao? Ừ, dầu chuối nó mới thơm lên chứ. Không biết luôn, mình cứ thành thử ra sao. Vậy mà nó ăn rồi. Vợ có không anh? Có, nhưng mình định quá. Hiện nay em mua dầu chuối, em mua dừa lại, em nấu thử, em thử coi nó ra sao. Thịt dừa này là mình cũng thích ăn lắm nha cả nhà. Nó thơm, nó ngon. Mà cái này mình không thể nào tự làm được, mình phải mua thịt dừa khô á, về mình ngâm, mình xả rồi mình nấu lên. Chứ mình không có làm tự làm ra cục này được. Không biết cách làm. Chiều nay là tiếp tục ăn bún riêu nữa cả nhà. Nhưng mà mình có thêm nấm gơm nữa. Cái này là sà bần rồi đó. Sà bần này. À, gì? Bún riêu rồi xong rồi măng chua, măng khô. Rồi nấm gơm. Đông cô cái này rau luộc hôm qua ăn lẩu còn xíu là được ăn gì thịt dừa đó. Thịt dừa ăn
Hồi vừa à, hồi vừa ăn được liền được đúng không? Hả? Sao? Ăn thì múc ăn á. Giờ gia đình mình ăn cơm. Ăn cơm với xà bần. Mày cái nhà ăn cơm. Ai mà cái nhà ăn cơm. Ủa về chiều nay ăn vậy thôi mẹ. Không có thịt cá gì hả? Ừ ăn vậy đó. Ăn vậy đi. Ê, ăn vậy đi. Hai nhỏ người ta cười chết. Thôi, tại vì mới có đâu được hai tuần với nhiêu. Không mà. Ta ngựa ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Sáng, có bán dài mới biết lỗ rồi lời. Sáng con chú đó mày ăn đó mình nói ra phải chịu rồi. Chịu mấy bước đầu mở quán đầu phải cầm cự mấy tháng mấy năm nhầm mấy năm luôn chứ mà cầm không biết nổi không, không giống như máu chảy vậy đó cầm mà không nổi thì không bị này cũng may ăn chứ giờ ăn cho kịp em có thua rồi cái mai ăn mai ăn đi giờ nhai với dai chắc 4 ống em này em phải có dầu chuối nó mới thơm vậy mùi đặc trưng được vani với lá dứa nó không có thơm đặc trưng lắm nó cũng thơm mà không có đúng mùi không có đúng mùi rồi bây giờ để đó cho nó nguội đi rồi mai ăn giờ đi về nghỉ ngơi 9 giờ rồi rồi cảm ơn cả nhà theo dõi video ngày hôm nay nha xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai và tạm biệt cả nhà nha.